Xin chào tất cả quý anh chị. Hiện tại thì tôi đang có mặt một shop giặt chuyên nghiệp tại Hà Nội. Và đây đó là một cái khu chung cư cao cấp tại Vinsmart City Tây Mỗ mọi người nhá. Có rất nhiều anh chị trong thời gian qua có hỏi và có tham khảo tìm hiểu về một cái hệ thống tiệm giặt là Sạch Cộng bên tôi. Thì tôi muốn chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo xem là một cái mô hình shop giặt chuyên nghiệp thì cần những trang thiết bị gì. Mời mọi người cùng đi vào trong hệ thống tiệm nhé. Chia sẻ với mọi người hệ thống của đơn vị giặt là Sạch Cộng thì trên các vùng miền thì hiện tại đã có lên tới cả 200 hệ thống rồi. Và hiện tại tại khu vực Hà Nội thì đã có một số cơ sở tiệm giặt chuyên nghiệp mà bên tôi đã set up. Vậy thì tổng thể một cái mô hình tiệm giặt đầu tư tài chính với mức tầm hơn 1 tỷ thì chúng ta cần có những trang thiết bị gì để hoạt động và đáp ứng lại cái nhu cầu về những cái đồ dùng cá nhân cao cấp tại khu vực Hà Nội. Thì bên trong này mọi người thấy nhá, khi mà vào hệ thống tiệm thì đầu tiên phải nói đến nó là hệ thống bàn tiếp nhận đồ. Đây là hệ thống bàn tiếp nhận đồ. Và khác với những cơ sở, những đơn vị tiệm giặt thông thường, về bảng giá dịch vụ là sẽ sử dụng hoàn toàn bằng màn hình TV mọi người nhá. Đấy, và tiếp theo là những cái logo này, đấy, những cái thông điệp này. Đấy, và tiếp theo đây là hệ thống tiếp nhận đồ. Ở đây vậy khi mà chúng ta quản lý phần mềm về lượng đồ mà khách hàng mang đến để tiếp nhận thì chúng ta cần có những hệ thống phần mềm để quản lý mọi người nhá. Và tiếp theo là những cái đề co liên quan đến hình ảnh về cơ sở này. Và đây là quần áo. Quần áo mà tại đơn vị đang xử lý những cái mặt hàng đồ cao cấp. Thì ngoài quần áo thì còn có những cái mặt hàng như là giày dép. Đấy, rồi các loại thảm nữa. Vậy thì đi chi tiết về những cái dòng thiết bị để mọi người cùng tham khảo một cái hệ thống tiệm giặt tại đây nhá. Để setup và vận hành một cái mô hình chuẩn cao cấp thì không thể nào thiếu được hệ thống đó thiết bị máy giặt khô. Đây đó là thiết bị máy giặt khô chuyên dụng dùng trong công nghiệp để xử lý những bộ đồ cao cấp có giá trị lên tới cả 100 triệu đồng. Đấy, và ngoài thiết bị máy giặt khô thì cần có thêm đó là thiết bị máy giặt ướt. Thì tương xứng để mà xử lý được những cái lượng đồ dày như là các loại chăn dày mỏng thì chúng ta cần phải có cái công suất máy dao động tầm khoảng từ 20 cân trở lên mọi người nhá. Thế nhưng đặc thù với những cái mô hình mà chúng ta xét ở Hà Nội và những cái địa điểm thì không gian nó sẽ không được rộng. Chính vì thế cho nên chúng ta sẽ cân đối lựa chọn ở những dòng máy và hệ thống trồng tầng. Đấy, mục đích đó là nó sẽ tiết kiệm cho mình về cái không gian diện tích mọi người nhá. Và tiếp theo đây là một cặp máy sấy trồng tầng giải công suất 20 kg. Và bên cạnh thì đơn vị đang sử dụng hai cặp máy trồng tầng 16 kg nữa. Đấy, và bên dưới này là hệ thống giặt này. Và bên trên này là hệ thống máy sấy mọi người nhá. Vậy thì trong một ngày nếu như hoạt động hết công suất thì với hệ thống máy này thì có thể xử lý được bao nhiêu tạ đồ? Thì chia sẻ với mọi người, hầu đa khi mà chúng ta kinh doanh ở những khu vực chung cư thì đồ chúng ta nhận được chủ yếu sẽ là những cái bộ đồ mặc, đồ cân ký cũng có và đồ cao cấp thì rất nhiều. Chính vì thế cho nên là lượng đồ thì chúng ta sẽ hướng đến đối tượng khách hàng là xử lý bộ. Đấy, còn cân ký thì như là các bộ đồ của khăn ga spa. Đấy, khăn ga spa cũng sẽ có. Đấy, và trung bình nếu như mà hoạt động hết công suất với hệ thống ở đây thì có thể xử lý dao động tầm khoảng 7 tạ cho đến 1 tấn đồ, hơn 1 tấn đồ một ngày mọi người nhá. Đấy, và bên trong ngoài vấn đề nó là thiết bị máy thì chúng ta cần có những hệ thống hoàn thiện. Thì như mọi người thấy đằng sau đây là hệ thống khu vực gấp đồ này. Đấy, và ở bên cạnh đây là một thiết bị máy ép chân không. Máy ép chân không mọi người nhá. Đấy, vậy thì để vận hành được những cái thiết bị như là hệ thống hoàn thiện, máy thổi form, hệ thống bàn là cao cấp để là những cái mặt hàng đồ. Đây là những cái lượng đồ mà trong quá trình đang là chuẩn bị để chờ là mọi người nhá. Đấy, và thì chúng ta cần có thêm đó là thiết bị nổi hơi. Bên trong này đó là một cái thiết bị cung cấp hơi này. Thiết bị cung cấp nồi hơi mọi người nhá. Đấy, vậy thì để mà vận hành được một cái mô hình shop chuyên nghiệp ở Hà Nội thì chúng ta cần một cái không gian diện tích mặt bằng dao động tầm khoảng 30 năm cho đến 40 mét vuông là chúng ta có thể xét được một cái hệ thống tương tự như thế này rồi. Vậy thì chi tiết về tất cả những cái dòng máy, thông tin về thương hiệu đơn vị công ty, thông tin về thiết bị máy, thông tin về chuỗi, quý anh chị cần tư vấn, cần tham khảo thì hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em Huy nhé. Hoặc liên hệ trực tiếp qua trang web của Giặt là Sạch Cộng. Tôi là Huy, tôi đến từ thương hiệu Giặt là Sạch Cộng.
Xin cảm ơn toàn thể quý anh chị đã đồng hành và theo dõi xem hết video này. Mọi người hãy ấn like, subscribe, đăng ký thêm đón xem những cái video tiếp theo mà tôi chia sẻ ở những trang như là Facebook, Zalo và YouTube của tôi nhé. Xin chào tất cả mọi người.